vị, tiếp tục câu chuyện là chúng ta thấy rõ ràng. Nó lú thì có chú nó khôn. Thứ nhất, tại sao mà người ta nói rằng là cái mụ gọi là mụ Hooper, mụ da đen ở trong cái chương trình View của đài truyền hình ABC, mụ bảo rằng là cái vụ mà giết 6 triệu Do Thái nó không phải là kỳ thị ra chủng tộc, mà nó làm cái hành động giữa con người với con người nó bực mình thôi. Là vì tụi Đức là người da trắng, thì tụi Do Thái này cũng là người da trắng. Da trắng nó không có giết da trắng vì nó kỳ thị, mà chỉ vì nó bực mình. Mụ bị chửi. Đến giờ này đài truyền hình đã phải treo giò mụ 2 tuần không được làm được trên truyền hình. Và có nhiều người cho biết rằng mụ đang tính cách nghỉ khỏi làm cái chương trình đó vì mụ mất mặt. Mà quý vị biết rằng da đen đối với người như mụ Hooper, mụ tự ái cao lắm. Mụ cho rằng da đen của mụ là số 1, trung tâm của vũ trụ. Trong cái chương trình gọi là talk show View, mụ là nắm chủ, mụ là da đen mà nắm cái chương trình đó. Phụ tá là còn một mụ già khác của người Mỹ Tây Cơ là Mayor. Xong rồi đến con gái của John McCain. Đều là những cái thứ vất đi cả. Nó kỳ thị và nó chống nước Mỹ. Vì nó ăn tiền của Bernie Sanders, nó ăn tiền của thằng George Soros để nó đưa nước Mỹ xuống hố. Nhưng mà không được. Tôi không phải là lạc quan, nhưng mà tôi chỉ nói những cái điều gì có thật. Bây giờ đài truyền hình ABC bị chửi. Bởi vậy nó phải phạt con mẹ này 2 tuần lễ không được lên truyền hình. Mụ này đau quá, bây giờ mụ đang tính để xin nghỉ. Quý vị đừng bao giờ quên rằng nước Mỹ này là của Do Thái. Tôi nhắc lại câu đó nhé. Giàu cũng là Do Thái giàu. Giỏi cũng là Do Thái giỏi. Tốt cũng là Do Thái tốt. Mà xấu cũng là Do Thái xấu. Nước Mỹ bây giờ có vào khoảng trong 400 tỷ phú của thế giới, nước Mỹ nó chiếm 276 tỷ phú. Thì trong 276 tỷ phú này nó vào khoảng 2/3 nó là dân Do Thái. Nếu không muốn nói là 3/4. Mà những cái người giàu nhất của thế giới đều là Do Thái. Tôi muốn nhắc để quý vị đừng bao giờ quên cái chuyện đó. Quý vị nhớ một thằng Do Thái chết trong thời Donald Trump. Tên nó là Gabriel Emmanuel. Nó là trong gia đình Rothschild. Nó nắm kho tàng của thế giới. Chúng ta nghe nó 100 tỷ, vài trăm tỷ, ngàn tỷ là nhiều tàu cộng. Vứt đi sọt rác. Cái tụi Do Thái này nó giàu không biết bao, nhưng mà kể nó có hàng trăm ngàn tỷ đô la. Thì chúng ta chỉ có nói một câu sơ. Người giàu nhất của Hoa Kỳ và thế giới là Do Thái. Nước mạnh nhất thế giới bây giờ là Hoa Kỳ. Tàu cộng là đầy tớ thôi. Bằng chứng là bây giờ quý vị tàu cộng lại phải đi nịnh được Putin để mà làm ra cái vẻ rằng chúng ta có đồng minh. Mỹ nó có nịnh thằng nào để làm đồng minh đâu. Quý vị nhìn thấy cái vấn đề cục diện của thế giới. Da trắng là nước Anh, da trắng là nước Mỹ, da trắng là Úc Đại Lợi, da trắng là Tân Tây Lan, da trắng là Canada. 5 quốc gia đó đủ làm bá chủ thiên hạ. Cho nên nó mới gọi là ngũ nhãn, 5 eyes. Cho nên chúng ta đừng lý luận, đừng nói lăng nhăng ngang cộng sản Tàu nói thế này cộng sản mà vất sọt rác hết. Ngày nào 5 quốc gia này mà là đàn em, nó tách rời, thì ngày đó cũng chưa đến độ mà nước Mỹ này phải thua thế giới. Nữa là bây giờ quý vị thấy nó bảo vệ nhau. Nước Anh mà không có nước Mỹ, nước Anh tan lâu rồi. Nguyên cái vụ quần đảo Falkland vào năm 1982, quý vị nhớ không? Của Argentina nó chiếm. Nếu không có ông Ronald Reagan thì quần đảo Falkland nó phải trở về nước Argentina. Trên thực tế thì cũng đúng thôi. Là vì nó cách xa nước Anh hàng chục ngàn cây số chứ không phải là 1.000 cây số, mà nó lại gần nước Argentina, cách cho vào khoảng 40 cho đến 70 cây số. Nhưng mà là vì nước Anh nó chiếm từ lâu, ngày mà nước Anh nó chiếm quần đảo Falkland từ những thế kỷ thứ 15, 16, lúc bây giờ nó là một cái hoang đảo. Người Argentina người ta không ra ngoài đó ở. Giống như Việt Nam mình đối với Hoàng Sa, Trường Sa, thuộc về đất nước Việt Nam nhưng vẫn là hoang đảo. Chỉ có chính phủ lâu lâu mới đưa ra một đại đội địa phương quân ra đóng. 6 tháng xong lại về đất liền, rồi đại đội địa phương quân khác ra thuộc về tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, rõ ràng. Thì đến bây giờ Tập Cận Bình nó nhận vơ là vì nữa được Mỹ cho biết là ở dưới đó có dầu lửa. Có vậy thôi. Thế thì trở lại vấn đề, chúng ta lạc quan là đúng, là vì chúng ta được sống ở Hoa Kỳ. Một cái quốc gia mà có ơn trên che chở. Và một quốc gia mà con bừa bữa ăn không hết. Đô la của nó, vàng của nó. Quý vị nhớ những kho vàng của Mỹ, nó ở quần đảo ở bên Texas gọi là Fort Knox, rồi Indiana. Kho tàng của Mỹ nó ở rất nhiều nơi. Đến nó mấy cái kho vàng của bên Fort Knox, quý vị phải đi bộ xuống cầu thang máy xuống dưới lòng đất 15 tầng mà vẫn chưa hết vàng. Hôm nay tôi nói ra để quý vị thấy rằng là nước Mỹ là một cái gì bất khả xâm phạm. Chỉ có Thượng Đế mới có thể tiêu diệt nước Mỹ bằng thiên tai, bằng động đất. Nếu bây giờ Thượng Đế muốn san bằng nước Mỹ và động đất thì đó là chuyện của bề trên. Còn ngoài ra người đời, tôi đã nói nhiều lần với quý vị, 1.000 năm nữa Tập Cận Bình vẫn không có thể nào đến được Cali. Chứ đừng nói chuyện đòi chiếm. Trước khi đến Cali, Tập Cận Bình nó phải đến Guam. Trước khi đến Guam thì nó lại phải đến Okinawa ở bên Nhật. Rồi sau khi Guam nó lại phải đến Hawaii. Rồi từ Hawaii nó mới lại đi 5.000 cây số nó đến Cali. Tập Cận Bình nó chưa đủ hơi. Thượng Đế đã an bài cho nước Mỹ một cái địa thế tuyệt vời giữa hai đại dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Cho nên quý vị muốn có những cái tin hay, chúng ta nên nhìn vào thực tế. Úc Đại Lợi cũng là một cái điều Thượng Đế ban cho họ, gọi là châu Đại Dương. Cho nên những cái miếng đất nào màu mỡ mà ngon lành nhất thế giới đều là của người da trắng. Đất cằn cỗi châu Phi da đen muôn đời cũng vẫn là làm nô lệ thôi. Còn mấy cái mảnh đất của Tàu Cộng ở bên châu Á muôn đời cũng làm đầy tớ thôi. Học không bằng người ta, tiền không nhiều bằng người ta, vàng không nhiều bằng người ta, sức mạnh không bằng người ta. Tôi hỏi quý vị, Tàu Cộng muốn làm cha thiên hạ thì ở đâu, lấy cái gì? Cho nên chúng ta hãnh diện ở Hoa Kỳ. Chúng ta chỉ cầu xin làm sao con cháu chúng ta học hành giỏi, có tư cách, và chúng ta ăn ở làm sao cho có phúc đức, tha hồ mà hưởng. Ông bà dạy con câu ở có đức mặc sức mà ăn là như thế. Chúng ta đi chùa, đi nhà thờ phải có lòng thành, đừng có đạo đức giả, miệng bẻm bẻm kinh sách nhưng mà trong lòng không giống ai hết. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa, ông Thế ông ấy vừa đưa cho tôi. Đó là cái bản tin nói về gã khổng lồ viễn thông của Tàu Cộng bị cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại ở Mỹ. Đấy quý vị thấy không? Nước Tàu mở ra là ăn cắp, mở ra là ăn trộm. Rồi cái mặt thằng Tập Cận Bình trông như thằng lưu manh như vậy làm sao nó khá? Quý vị cứ nhìn, tôi có lần nói về, bây giờ quý vị nói lại. Donald Trump mặt mũi trông nó có vẻ phương phi. Còn cái tên ăn cắp tòa Bạch Cung mặt mũi trông như thằng ăn trộm. Khả ố, nó có những cái nụ cười khả ố. Giống như con Kamala Harris, giống như con Hillary Clinton. Thì làm sao mà có thể là danh chính ngôn thuận, gọi là quân vương được. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ hôm thứ Hai mùng 7 tháng 2 đã đưa ra những cáo buộc liên bang đối với một công ty của Tàu Cộng vì âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ. Có phải hôm nay người Hoa Kỳ mới biết là Tàu Cộng đã ăn cắp đâu. Ăn cắp từ 40 năm nay rồi. Mà đáng lẽ 40 năm nay người Tàu nếu là một người có khả năng thì với cái thời gian dài ăn cắp như vậy họ sẽ thành công. Mà quý vị thấy họ có thành công không? Không. Cái gì đi nữa họ cũng chỉ là đi ăn cắp mà ăn cắp được có một chừng. Họ không có đầu óc để mà phát triển. Đến lúc mà bây giờ cái tàu tàng hình của họ vẫn chưa làm được. Trong khi họ đã lấy 3-4 cái phi cơ của tàu của Mỹ mà không làm ra được cái tàng hình. Là vì cái bí quyết đó Do Thái nó nắm. Làm sao Tàu Cộng làm được. Đến bây giờ Tàu Cộng vẫn chưa làm được cái Iron Dome. Là cái màn từ trường. Hỏa tiễn bắn tới đụng vào màn từ trường nổ. Vì vậy cho nên trong cái cuộc chiến Palestine của Hamas đối với Do Thái, Hamas đã bắn qua 10.000 hỏa tiễn mà chỉ rớt 1-2 hỏa tiễn. Cho nên chiến tranh vẫn xảy ra, trẻ con ở bên Jerusalem vẫn ra ngoài đường đá banh, người dân vẫn làm ăn bình thường. Là vì nó có cả một cái Iron Dome. Nó là một cái dù từ trường. Tàu Cộng bao giờ có? Có lẽ 1.000 năm nữa. Vì đến bây giờ chưa có. Bây giờ lại bị Mỹ. Mà trong khi quý vị biết là cái bọn cán ngỗ tòa Bạch Cung bây giờ nó vẫn ăn tiền của Tập Cận Bình. Cái câu này nói ra để mà nó bắt Tập Cận Bình đưa thêm tiền thì chả có gì hết. Chúng nó vẫn yểm trợ Tập Cận Bình nhưng mà phải có đô la. Rồi Bộ Tư pháp cho biết rằng là một bản cáo trạng gồm 21 tội danh từ Tòa án quận phía Bắc của Illinois cáo buộc công ty Hetera là một công ty sản xuất công nghệ vô tuyến của Tàu Cộng, âm mưu tiếp cận các cựu nhân viên của Motorola để đánh cắp công nghệ radio di động kỹ thuật số. Quý vị thấy không? Đến nó ăn cắp ngay cả các công ty đang làm mà lại còn phải ăn cắp bằng cách là bỏ tiền mua những cái người đã từng làm trước kia giờ về hưu để họ xì ra những cái chi tiết về vấn đề điện tử. Như vậy làm sao mà Tàu Cộng ngóc đầu lên nổi? Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.